mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm, đó chính là một chiếc kính, kính đeo mắt màu đen ra. Như mình đang dùng đây là một chiếc kính nha. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một chiếc kính đeo mắt rất là xinh đẹp luôn. Cái kính này rất là xinh, nó có rất là nhiều màu khác. Mọi người có thể dùng để chụp ảnh sống ảo hoặc là dùng để đeo đi đường cũng được. Nó sẽ có rất là nhiều màu, mọi người không muốn màu đen thì có thể mua màu trắng này, màu xanh này, màu hồng này, có rất là nhiều màu khác, màu nâu cũng có nha. Đây, đeo vào rất là xinh như này, mọi người chụp ảnh cũng rất là xịn luôn. Cái kính này nó sẽ có rất là nhiều màu khác cho mọi người lựa này. Nó sẽ có màu đen, màu da, màu hồng, màu trắng, màu xanh. Mọi người có thể mua để đeo đi đường chẳng hạn, hoặc là mua để chụp ảnh chẳng hạn. Rất là ok, nó sẽ có kích thước khác nhau cho mọi người chọn. Mọi người thấy đeo kính này rất là xinh không? Mà kiểu như đi đường á, có kính xong nó đỡ mũi hạ luôn ấy. Cái đấy là của Nhật. Cái này dùng cho em bé cũng rất là tốt. Vừa rồi chưa đọc xong cái từ kimochi. Kimochi là gì? Kimochi trong tiếng Nhật. Đây có thể là một câu nói các bạn đã được nghe qua rất nhiều lần tại bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào có thể nghe thấy từ ai đó. Tuy nhiên, để tránh những sự dạng môi thì bật, mình sẽ test thử trên tay các bạn xem nhé. Cái đấy là kem chống nắng gì đâu? Cái đấy là kem chống nắng. Chiến là hay bôi ấy. Chiến đúng chiến. Luôn là đi đá bóng chả bôi. Đấy. Đây có thể là một câu nói các bạn đã đấy. Tuy nhiên để tránh những sự hiểu lầm hay để người nghe hiểu rõ. Tay ta toàn lông nên nó dính lắm. Kệ. Câu ngữ từ người đối diện. Các bạn hãy dùng chúng, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Nó gửi được đánh nhờ. Ủa, anh bôi kem chống nắng ở trên trên công ty thôi mà. Em chỉ cần search đó là kimochi dịch sang tiếng Việt nó là gì thôi. Chị vẫn đang đọc đây mà chưa thấy một cái nếu tiếng đồ mẹ lắm dài dòng ghê. Đó là nó bỏ nó cứ giải thích đối bằng kimochi diễn tả tâm trạng tốt vui vẻ. Kimochi warui diễn tả tâm trạng không tốt tồi tệ. Kimochi jamete được dừng lại đi, hãy tiếp tục đi. Kinh khủng khiếp, cảm thấy tồi tệ cũng là kimochi này. Những trường hợp sử dụng kimochi trong cuộc sống hàng ngày, bộc lộ sự yêu mến, tình cảm, thái độ đối với mọi vật xung quanh. Tại sao kimochi dễ gây hiểu nhầm, phản cảm? Đọc xong vẫn chưa hiểu gì, nên sử dụng kimochi khi nào?
kimochi dùng trong thực phẩm nào? Tại sao giới trẻ Việt Nam thường xuyên sử dụng kimochi? Những lưu ý gì khi sử dụng kimochi? Không lẽ lại đi hỏi ChatGPT kimochi là gì? Em biết là kimochi là gì thôi, là đóng bài này. Để cô sáng tạo luôn. Này, sao con gái thì bôi này. Thì cái đấy là kem chống nắng nâng tông mà anh. Thì dùng xong nó phải sáng chứ. Đúng không mọi người? Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video review hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.